dạng tôm hú. Nè, ở đây con của mèo nè, mày bịp mới nhảy vô trong rồi. Của mèo, của mèo. Rồi con mày bịp nhảy vô trong rồi. Con bịp, con bịp nhảy vô trong rồi. Há nó nhảy gà em hết hồn trơn. Ê kìa, ê trên đảo. Còn trời, chơi đi. Gớt. Giải cảnh này. Mày không chết. Ngay đầu rồi. Hả? Vậy là con kia còn nữa. Ủa, của mèo. Ba con mèo đang đó. Của mèo. Rồi, vậy con bị bịp. Của mèo. Rồi lụm luôn. Con bị bịp mẹ, con bị bịp mẹ vô trong rồi. Này con. Con mẹ. Đụng mới gớt nè. Ừ. Há ghê trời. Đừng con bị bịp nè anh em. Con nhỏ, má bịp này yếm nè. Con mẹ vô trong rồi. Đừng con em. Con mèo đâu? Rồi, ngã mình với con mèo luôn. Má tại. Không, để coi con mẹ tới đâu rồi. Em mới thấy con mẹ hả? Ừ. Bài. Cũng được con chứ. Kêu hả mày? Kêu hả mày? Trời ơi trời, con này nó minh. Xì ngay. À, xì ngay xì ngay. Con này hả? Hơi ốm. Hơi ốm. Rồi rồi. Mẹ thấy nó phóng như bài chụp nó tính lẻ mà anh la nhà dừng lên. Cái chỗ này thấy nó có không có lỗ. Ừ. Chút xíu à, xiên chịch. Chó cái đưa má lật bên trái không phải không. nhìn một trời cái con điện nó di chuyển. Ơi đâu nó phải đủ quá hai viên gớt nè đủ ngựa mày gió gì ba viên ha. À, dở gì trời, cái ben là bay nghe. Ừ mà gió nữa để bắt có được anh che gì nè, che gió luôn thiệt. Thôi mày gớt anh ơi má gớt. Chém lụm chim. Không, trúng cái vội là trúng cái đầu, không phải không có, trúng xiên luôn nè. Xiên tới đây luôn nè. Có bệnh không? Không, đi lại chỗ rồi. Được rồi anh em ơi. Đây nè. Đúng cây gừa anh em, anh mình đó nè.
quá anh em. Mà xong luôn rồi. Trời thầy ơi, chạy cách đi Minh ơi. Minh ơi, hả thấy nó chưa? Chạy cách này, chạy cách này. Anh thấy nó chưa? Kiếm nó này. Hả? Dạ cánh anh em ơi. Chụp ra. Gió quá không ăn được. Gì? Gì vậy? Leo luôn hả vậy? Rồi sao bắn nó đi, không bắn để họ chạy. Em sao qua được hả? Không được, đường đó quá, đi vòng mới được. Rồi, sao rồi, nói sao rồi? Mẹ, lúng rồi anh em á. Rồi, mất dép luôn rồi. Chết mẹ. Mất cái dép anh Minh ơi. Kệ bỏ đi. Ở đâu rồi? Nó đang dưới vậy. Mẹ mất cái dép rồi. Từ anh em ơi. Mình nói nó chạy hay gì? Mà đừng có ông nghe. Kìa có lưới ngoài nó ra đâu được. Thì đây nè. Không không bên kia, cái cây bên kia á. Cái nào? Đi tới đi. Cái này phải không? Ừ. Tắt lo đi. Mẹ như chó. Bắn gãy cánh này. Nè, đang đứng ở trên nhìn xuống nè. Mà thấy nó chạy đâu kìa. Chạy xuống đó đó. Đủ nó sát lên ngoài nó nghe mới nó mới quát đó. Mà mất đôi dép rồi đó. Đâu rồi? Vô đi mày hả? Ờ đúng rồi. À vừa đi mà vừa sợ ông nè. Đang lo lắng nè. À đâu rồi? Thấy chạy cờ luôn phải không? Tự bả nó sắn qua ngay mặt luôn mà. Chạy cánh mà. Ở đâu rồi? Sao thấy em thấy nó sạc vô trong cái cây. Nó sạc lại đây nè. Sạc cho nó đứng nè. Cái đụ nhí vừa chạy lại cái nó sắn qua đó đó. Mất rồi. Còn quách quách nữa mà. Đang kiếm nè. Nó sao mệt chứ vậy? Nè, nó sắn lại đây nè. Mẹ. Nó á. Nè. Ừ. Cái đủ nhí. Con vừa bước vô cái chạy luôn đó. Trốn rồi. Bên kia có lưới nó ngăn được đâu. Nó quách quách luôn mà. Quách quách nè. Gần bắn cho nó trúng. Chết. À, bữa nay dây này sao nữa rồi anh Minh ơi. Quá đẹp. Hay dưới trời. Hay dưới trời má. Tối ngày hay dưới trời. Gớt nghe nè em. Gớt nghe nè em.
SK mini nghe nè em. À dẫn với anh em thôi thì hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi săn. Buổi chiều săn vòng chơi anh em ơi. Nè, 4 mấy nè anh em. Đó. 4 giờ 40. Hai anh em mới bắt đầu đi. Đó, giờ này trước hai ba con kìa. Nghe nghe con hướng ra bắt nó trọng gì. Rồi có gì quay cho anh em coi. Mày đừng bay là mày chết rồi. Thế rồi. Quá bụi tre nè, một viên ngay nách lại. Nghiêng lên lại ơi. Quá trời. Vô đây nè. Quay quá nhiều không chết trời. Thấy nó không lại? Nhìn kiếm cho. Má này nó đang một viên nghe lưng rồi. Phê rồi. Em quá. Má gì không chết trời. Thở. Em lại ơi. Rồi lụm mày lại đây. Má. Chết anh ơi. Dính cái gai. Ây da. Con. Nhìn nó cháy. Thế à. Tới. Em bị gì vậy? Mày bỏ dép cái gì vậy? Ở đâu rồi? Đứa con này nè mày. Cái đầu chúng mù lưng. À, nó mệt dữ vậy. Ở đâu rồi, ra đâu rồi. Đừng con này nè mày, tiếp tục đây mày. Ngay đầu. Bắn ngay đầu nó gục kìa anh em. Mà nó chỉ giật rớt kìa, người Việt á. Nó bị sản này. Kìa nó gục kìa. Dính trên cây kìa anh em thấy không? Té nè. Bim bếp lại ơi. Bim bếp. Rồi, xong rồi đó. Cái viên đó là viên xong rồi đó. Anh bắn ngay đầu nó mà nó gượng bay qua đây. Trời ơi trời. Anh bắn sớt mắt đó. Cái nó bay qua bên đây nè, nó bắn xuyên cái này nè. Cái nó bay qua đây gục. Anh kêu em đó. Má. Dạ anh ha. Ờ, má cũng bắn cái hình như trúng một lần hay đâu. Chết chết tốt luôn. Nè, mới đầu anh bắn ngay mỏ thấy không? Cái nó sản qua đây nó gục đây nè. Ờ, anh tán ngay cổ nè. Ừ. Ừ, bắn quá dữ. Hình con nữa nè mày. Hai con nè. Con kia gãy cánh rớt luôn kìa. Xong rồi đó. Ờ, bắn kìa. Có mồi à. Rồi xong. Hai con mèo trời ơi trời. Ngồi dấu lông mà thêm. Ngồi dấu lông mà thêm hai con mèo, con này cũng bự nghe anh em. Rồi. Trời. Hết nổi rồi.
Trời ơi là trời, tới nè, bắn cái gãy cánh nè. Bay gì nổi. Sao không hai con mèo nữa. Chính con anh em. Ê! Ken! Chụp 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 ra! Chụp! Chụp! Chụp ra! Rồi xong. Đi cố lên anh em ơi. Nó nhanh dữ chạy. Rồi. Hay quá. Ken hay quá anh em ơi. Sang hay thiệt. Máu nhanh thiệt trời. Quá wow, từ đây mà mới la về một cái thôi. Con à. Con đó anh em ơi. Rồi. Quá wow, sang nhanh thiệt trời. Nó bị thẻo rồi xong rồi té rồi. Đi con thứ hai nè em ơi. Nè đi nè, anh sẽ sáng cửa tròn này nè. Trời trời, má nó mập. Tới luôn. Tới luôn em ơi. Rồi 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 rồi. Từ 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 thôi, được được. Em được sử dụng quá. Đĩ mẹ nó bự lắm. Đen phải không? Ừ. Cái gãy cánh này. Rồi từ từ từ. Bội nó. Nó đâu? Cứ giữ nó chạy nha, chạy nhanh lắm á. Như bìm bẹp vậy đó. Nè, chuẩn bị nè. Nó bự lắm. Rồi. Gì? Đâu rồi? Chừng nó bay nha, nó hồi phục á. À, to lắm. Tiêu rồi. Má chụp hụt trời. Chụp ba cái rồi. Rút đâu rồi? Má chụp hụt. Rút đâu rồi? Giờ anh Tư. Hả? Giờ anh. Bắn đi, bắn đi. Ủa? Dưới giò anh luôn anh Tư. Dưới giò anh hả? Dưới giò anh. Đâu? Giò đâu? Đó, đu trắng đó. Đu đen. Ủa cái gì đu trắng tôi vậy? Đu đen mới đúng. Thú đen mà đu trắng gì ba? Rút đâu rồi? Ừ, anh thấy nó này nè. Thấy chưa? Bắn được không? Không biết phải nó hôn nữa nè. Há thiệt tình. Ha, à, nó rút luôn ở đâu rồi. Má nó bự lắm. Thấy nó không? Kìa kìa, vô Dũng kìa, vô Dũng kìa. Rồi. Bội ra. Rồi lắm, ngay đâu. Má. Trời trời. Nè thức. Nè thức, khều nó thức. Không không. Nè. Bên đây nè, còn khỏi lội bên đây, qua qua đây, thức qua đây, qua đây nè. Được không? To lắm á. Được không? Má trời trời. Hai anh em cực như chó. Được con em ơi. Trời. Ok. Ok con về. Ha. À. Rồi đi anh em ơi. Chúng ta ăn cắp mớ. Ở cái nhà nhóc mà anh tin. Nhiều không? Đây. Rồi.
Má nãy tôi hú bông nó đậu đèn buổi trời không trời. Đậu đâu? Đây nè, nhánh này nè. Điều à. Má nó đứng ngoài đó mà không thấy nữa. Hai con. Ừ, hai con mà nhát con đỉ mẹ nó bay tới luôn tới luôn. Sung mà nhát á. Má không phải nãy mình vô đi trước ngon ha. Đúng không? Có biết đâu mà vô trước, đủ không thấy cây gì sao đậu. Má không ngờ thiệt trời. Má vừa mở lo xấu liền trời. Má nó bự chứ bộ. Thì bự nó mới bay nó kêu gì đó. Má làm quần giống để bắn được cặt vậy. Má nãy thu bồng đậu đó trời, buổi trời luôn không thấy. Trời ơi, cứu cộng kìa. Kìa. Kìa trời. Gớt. Mình ơi! Mình! 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 Cái vừa kìa, cái vừa nè. Em bắn cái bắn trúng rồi. Nó nằm bẻ vừa nè. Vừa này nè. Đâu rồi? Đâu rồi? Măng té mẹ dừa đâu rồi? Có đường qua không? Em nó vô con kìa. Còn tôi hô bông nó làm đọt dừa nó gãy cánh rồi. Bay rồi. Bay rồi. Bay trong mày. Cái con mới đáp lại phải không? Bay trong mày. Kiếm tôi hô bông đọt dừa nè. Nó trên đọt dừa á. Em bắn té vô bẹ dừa mà. Ừ, nó nằm trong dừa ơi. Bay rồi, em thấy nè. Ừ. Em bắn té đi. Té vô đọt dừa mà. Chứ đừng qua thằng heo gì mà lúng. Chắc vậy quá thằng heo không chết đâu, bắn nghe ướt đó xẹo cánh. Đâu rồi trời. Minh ơi! Minh đâu? Minh! Quý vị ơi! Nó đây này quý vị ơi! Đây này quý vị ơi! Tôi hú chú quý vị ơi! Xong phiền! Xong. Hả? Còn không? Được con đầu tiên em ơi. Chết. Bắn hụt cái ngày qua.
con này không đủ 15 đâu. 2, 4, 6, 8, 10, 15. À, 15 đôi. 15 đôi anh em. Rồi chào mừng anh em đến với channel của mình luôn. Thì hôm nay mình với Minh lại tiếp tục đi săn ở Tô Hú, ở khu vực quan vắng đồng hoang mông hoành luôn. Thì đây là con hú đầu tiên. Rất là to anh em, 15 đôi. Tô Hú chúa. Trời ơi trời, đảo tới luôn 4-5 lần rồi trời, gìn mới được đó nè. Bắn gãy cánh gớt xuống em bò cái nữa mới chết. Kêu anh quá trời kêu luôn. Vậy có nghe đâu. Lộ mỹ lên kia đó ba. Bữa nay đi cái đường này rất là nhiều tô hú nha anh em. Giờ anh em mình thì tiếp tục nè. Có gì sầu cả sẽ quay anh em. Con đầu tiên luôn trời. À, bắn xiên lá luôn nè. Tiếp tục anh em ơi. Tô hú, còn tô hú giặt đây nè, rớt con thú rồi nè mày, còn giặt nữa. Ba đọt dầm dịp nó mới đáp vô. Tô hú không thấy được, bắn luôn giặt trên đọt này nè. Chưa bay em thấy nó sặc đây nè, giặt chẳng phải không anh? Nhìn kỹ ra trên đọt này nè, nó mới sặc đây nè. Rồi em thấy tô hú được, bắn luôn, giặt to lắm. Em nghe bắn cái sạch mà. Đâu. Ba đọt này nè. Đứng xa quá không thấy. Còn giạt nữa em ơi. Tụ hố rớt không thèm lụm. Vô đọt nè, ba cái đọt này nè. Kiếm giặc cái. Tô hú chết rồi em. Tô hú chết rồi. Không, chưa. Nó đáp vô em thấy đó mà. Không biết đáp đâu. À. Trời, tôi hú thì đưa ớt gớt rồi. Ừ, ráp vậy nè. Anh bắn đúng trúng viên hay vậy? Ừ, trúng viên của anh rồi. Trúng mày dưới đích rồi. Đi lụm tôi hú chứ anh em ơi, đây nè anh em ơi. Giạt bay qua mà thấy tôi hú đóng. Nè. Con này chết tốt rồi, con này đưa ớt. Bắn cái xiên. Để kiếm một giạt anh em ơi. Rồi, quay cho anh em coi tiếp. Từng con đây con thứ hai. Một viên nè. Con này sống không nổi với sầu ga rồi anh em ơi. Con này sống nổi với sầu ga rồi.
Phê rồi, phê. Phê rồi, gớt. Gớt anh em ơi. Gớt. Thì quá. Đi quý vị ơi. Thông đích chết luôn. Chết ngầm nghe anh em. Một con. Tiếp anh em ơi. Quá đỉnh, chào ca phải bơi qua sông nè. Phải mượn cái ghe bơi qua bán được con này. Giờ lại này kiếm mấy con hú nó ra. Vừa tôi hú nhiều. Anh mình bắn bạn biết con nào không à. Này, đằng này con tôi hú kiểu nè. Chào ca lợi bắn cho anh em coi. Rớt một con nè. Rớt một con nè anh em. Chú ca hai đứa con bông kìa. Rồi rớt. Đâu rồi? Lớp lầm nè. Kìa kìa kìa. Không biết ở đâu à. Đây. À. Xiên nghe anh em. Xiên ức. Đây cho anh em coi. Ngay ức. Nè. Bắn ngay ức. Xuyên lưng. Cả đạn này. Giờ còn gió đi gần tiếp nè em ơi. Con đầu tiên. Hai gió đưa đưa vẫn dân chúng. Rất phướng. Rồi cảm ơn anh. Giờ được hai con này. Gì? Nè. Nó bay luôn rồi. Bay luôn rồi. Được hai con. Giờ mới có dạt không? Ỉa nè. Được hai con. Rớt em. Chết tốt anh em ơi, bị bịp. Rồi nhẹ nhàng vậy. Tướng nằm chạy bay cha. Xuống đầu vậy. Ờ xiên đầu luôn anh em ơi. À, nhảy lên rồi. Một em. Xiên não. Rồi tiếp tục. Đầu nhảy lên đi cha. À. Ừ, nó trúng đích đó. Khoa. Khoa nó trúng đích luôn trời.
Sao rồi? Tôi không thấy gì luôn vậy? Bay luôn rồi. Nhang, nhang. Kiếm đây. Kiếm đây. Kêu. Đâu rồi? Này. Đây. Má chán dữ vậy. Mới bắn được có chút xíu à. Mới bắn được có chút xíu. Chưa gì ra gì chứ mưa mẹ nè. Má thì hôm nay mưa chạy. Má ngày nắng. Má miếng vườn này ngon nè. Nghe nghỉ. Nghỉ thôi chút xíu đi cho nó bớt mưa. Nó lộn rồi ấy đó. Có quẹo người ta. Có. Thuốc hả? Nè. Quẹt lần tới giờ luôn đó. Quẹt lần khò ba tôi hứng nữa rồi. Ừ. Tới giờ luôn á. Không có bỏ. Má tự nhiên mưa rồi. Kệ mưa gì sớm sớm rồi, giờ tạnh sớm mới đi ngon chứ. Ờ mới 1 giờ cha ơi. 1 giờ mấy à. Trời trước kìa. Trước kìa. Ủa trước kìa. Mới chịu áo trước kìa. Thôi trời mưa này nó rên dữ lắm, nó giận dữ lắm. Máy đang quay vậy. Không có. Ờ đụng nãy giờ đang quay luôn rồi. Sao không lại gần trời. Bay đâu bay. Trời ơi nước lông mà sao bay được. Nước lông mà. Bay luôn hả? Trời ơi, lên. Trời nãy nước lông đụng là gần là bé mới được rồi. Nhìn đâu mà nhìn. Nãy đang ghĩa ghĩa nữa. Gặp tôi là chịch ba là này có tôi hú nè. Không gặp tôi em lớn lên. Thấy bắn đi, thấy bắn đi. Ba cho ba. Đẹp, đẹp, đẹp. Tủ nè em ơi. Thank you.
gì mà nhiều dữ trời. Má coi nó trời kỳ trời má bắn xiên luôn lòng bay trắng giả luôn kìa. Trẻ lóc nè trời trời lóc mẹ anh em ha ít ít ca liếm đồng tôm hú nè. À, xuyên ngang luôn. Tôi hú cái bậy không? Nhát quá nè em ơi.
hai gõ kiến. Chúng ta này bạn. Hai con. Nè, chúng mình cày trước luôn kìa. Vãi shit. Lên. Ôi trời, má tẹt dây điện trời. Há lòng bà trắng giả chừng. Há tẹt dây điện trời. Há uổng. Há thấy đổ lòng không? Nó tẹt dây điện. Gớt. Lên đây nè, đây nè. Vô gai trước nè, cây gòn trước nè. Cô còn phải không? Con gì, anh bắn con gì? Hay nè, nó vô cây gòn này nè. Ừ, rớt con trong nhà còn con đây nè. Đâu rồi? Rớt con thấy bay đây nữa. Con rớt con rớt nhà rồi. Còn cái chà bá phải không? Khùng quá khùng. Quay xong luôn hả? Má quất chà bá luôn trời. Má đâu đây nè, đứng trên này mạnh phóng luôn. Ừ. Giờ ổng kêu kìa. Cái giọng kêu giọng ngàn quất á. Ha bỏ tàn quất. Đừng có la. Hey, đừng lên tiếng. Bắn bắn hụt cũng đừng la. Nhóc có chân đó. Anh ngồi đi, em vô ruộng cả. Anh ngồi đi. Gớt rồi đi, gớt rồi anh cảnh này. Má tôi hú chúa luôn cảnh này. Má nó bài trước viên đạn của em. Má đường nguyên ức luôn trời, bài trước viên đạn em luôn trời. Nghe đọc cái vạch đó, xích tới túc luôn. Xích tới túc luôn rồi. Ừ, má nó bài trước viên đạn của em. Má nguyên ức luôn trời. Má quá ổn. Nó vũ dây cái bóp không? Má chà bá lửa luôn trời.
quá uổng. Được. Mày bịp nghe anh em. Trời ơi trời, ếch ca, gặp ếch ca là chỉ có chết chứ sao tha được. Đây. Ếch ca. Một viên một. Đấy. Đường nào mà sống nổi. Thỏ chơi với chăn thì thỏ có chữa, còn chim mà gặp ếch ca thì chỉ có nằm ngửa mà dãy thôi. Ếch ca nha anh em. Đồ hú hả? Một viên một. Ừ. Chết rồi. Viên một vớt luôn. Nãy nghe cảnh đằng kia. Tiếp anh em ơi. Trời ơi nè trời. Trời ơi. Đổi được rồi. Ôi trời. Chán thiệt. Gì? Đừng mẹ nó bay qua vậy đâu. Cái nào vậy? Rồi đi rồi. Hả? Trời má nó nổ. Á nổ đứa kia nghe đó trời. Gớt sao sống nổi được anh Cảnh. Ê gãy cánh Cảnh ơi, gãy cánh anh Cảnh ơi. Bay thêm con nè, kệ không bay con, còn con gãy cánh nè. Rồi lụm. Lại là ếch ca nghe anh em. Hả con kia núp khôn quá. Mà không sao, từ từ mình sẽ vô đây. Một con nữa anh em ơi. Ếch ca là ăn tôm hú rồi anh em ơi. Hả hai con mà thấy con à. Gãy cánh phải không? Em bắn tôm hú. Là gì vậy? Thì đó. Rồi xử đi, được con này nè mày, ếch ca nè. Thấy ghê không? Được con nữa. Rồi tiếp tục. Bắt đừng yên, đừng la, trời trời, bắn đủ đi, bang đi ba. Đúp đi, đúp đi. Đang còn nè anh em. Ếch ca nữa nè em ơi. Chết tốt.
Lại lót ca. Ăn tôi uống nữa rồi. Ớt ca đỉnh quá anh em ơi. Còn một con nữa, con này con bông nãy bay đi nè. Còn con đen nữa anh em ơi. Cho anh em coi nó bắn cái xiên ngay nè. Từ đây xiên qua đây luôn. Một chỗ hai con. Mới hàng con còn con. Hai con hết chưa? Còn con nữa. Còn con đen nữa. Con đen anh bắn hụt đó. Hai con. Anh em. Má chán trời. Hả, không thấy nó trời. Vô xử luôn, tao đi luôn anh em ơi. Rớt. Rớt rồi. Tôi nghe rồi. Rồi. Mấy đâu rồi? À, zombie nữa rồi. Tại đâu? Zombie rồi. Cái nào? À, không bay luôn. Cái này sao rồi? Á, à, ôm bi nữa rồi trời. Dạ. Còm kìa. Trời trời, nó bự kìa anh em. Rớt. Rồi. Rớt đâu vậy? Leo ra được không? Rớt ruộng chỗ nào? Leo vô, leo ra sao luôn? À, không. Cái ruộng này không quẹo anh ơi. Thì cái ruộng nó vắng là đi được tay. Ừ. Rồi đi được, đi em chừng xe đã. Rớt rồi, rớt con còm anh em ơi. Mình chừng xe anh ấy. Rớt con còm rồi, để anh ấy lụm nha. Từ từ. Để con này chứ. Má bị thương rồi. Đừng đi, đừng la. Đừng có la, rớt một con rồi. Má hụ
phục quá anh em. Vô thằng con, con cái mép kìa. Vô mé đi em, dễ lụm thằng con. Được hai con em à. Con này gãy cánh này. Rồi xong. Anh em mình đây đỉnh như trời. Cặp mấy xong á, chết rồi. Còn con bao sao anh em ơi. Dọc đường về ba tôi hú nó đứng, đứng áo. Bắn ba bốn viên luôn. Tụi ra hàng con, cảnh hàng con. Trời ơi. Thứ nào chịu nổi. Còn con đen nó bay phải không? Con đen nó bay. Chưa. Con đen nó con đen em bắn nhém nó bay. Anh la chi vậy? Không la được bắn nữa rồi. Được con. Cù không à? Thấy không? Ghê trời. Rồi ba dính chẳng ba luôn rồi. Dính chẳng ba luôn mình rồi. Thì bồi cái nào cũng trúng đó. Mà nó không gớt. Được một con. Kìa, dính chẳng ba kìa. Bồi dính chẳng ba rồi. Bồi cái nào bật. Bồi thử rồi. Cái vậy? Xong rồi ba. Ê, cái nữa anh Minh ơi. Cái nữa. Bắn trên đọt luôn. Được rồi. Cu nghe anh em. Ngay mỏ. Sớt mấy đầu. Ngay đầu. Được cái này cản à. Cản. Bắn sớt mấy đầu. Đừng còn nghe anh em. Không có chuyện đâu. Rồi ai săn được. Nó út lụm hả. Này cạn mà. Giờ anh Tư săn được. Săn được không? Thôi để lụm cho đây ơi. Thôi sâu ơi. Đi được nè. Được không? Ướt luôn kìa. Được con anh em ơi. Được. Ướt hết tội nghiệp nhỏ không? Mấy ngày đầu mà. Con em làm chim đã. Ngay đầu. Nó lặn kìa. Có cây nào dài hơn chút xíu không? Lẽ đâu để đọc cái miếng này. Anh bắn ngay đầu nó lặn nữa rồi. Được rồi. Cái đầu này nó quay lưng bắn hơi khó sao nghe miếng. Ngay đầu. Tiếp. Mấy ông này bắn gì? Nó không kiểm soát được đường đạn á. Đường con cu nè.
Gớt ra. Gớt ra, lẹ lên. Cò nè. Quay kia, quay kia, quay kia, quay kia. Bên kia kìa, quay dọn bên kia. Đâu? Bên kia, phong 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 bên kia kìa. Ừ, 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 ừ. Chết rồi. Chết rồi. Vòng qua lượm được rồi đó. Rồi xong. Trời ơi trời. Trời. Á sầu ca chạy nó máng vô đây. Đứt cây đá luôn rồi. Cẩu nữa à. Thấy chưa không? Chết rồi, ăn thêm viên nó ngay bệ đùi á. Nó vớt luôn. Trời vãi shit. Nó máng cây ná anh vô trong cây ấy đứt dây luôn rồi. Xin tới, xin tới. Thấy chưa? Má vớt luôn. Cái hai bồi mới còn uống luôn à. Như đầu hả? Trời nó mập. Nó biết cọ mập lắm. Con gãy cánh. Rồi thay dây luôn đi, hai anh em thay dây luôn đi. Nè. Em mới thay xong nè. Chạy cái nó dính trong cái kè đứt luôn. Em nãy mới gớt cái bụt cái gớt cái đứt luôn. Đứt luôn anh em ơi. Rồi, đi thay dây đi anh em ơi. Quá trời. Anh mặc chim cò anh em nhìn kìa. Còn bèo bèo kìa. Em nhìn chim cò nè. Chú đều muốn lại nó luôn, cũng đầy nha. Một con nè. Một con cò nè. Anh em thấy chưa? Nè, vô lụm cò nè anh em. Hôm nay chim cò nhiều lắm, đi sáng sớm. Cất con nè. Kìa. Chết sầu ca. Mày chết cái sầu ca của con. Đây. Bình tĩnh em yêu. Để anh đưa em về với lòng mẹ. Á điêu chồng luôn rồi em ơi. Rồi khó bắn quá. Chưa xong đâu. À, thiệt tình. Chạy tiêu rồi. Sáng ăn được con cò. Đi tiêu anh em ơi. Cày sáng cò nhóc hết trơn. Rồi. Anh tới xòe nhá, anh tới nhóc chơi. Rồi. Hello anh em. Thì hôm nay sầu ca lại tiếp tục cuộc hành trình đi lang thang. Đi lên Sài Gòn nha anh em, giao lưu từ ở dưới Trà Vinh lên tới khu vực Sài Gòn luôn. Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Thì hôm nay sầu ca đi cây ớt cây quan của mình. Đây, sáng sớm ăn được con cò rồi. Hiện tại bây giờ là 5:45. Gần 6 giờ rồi. Thì sầu ca nấy vô đây nè. Xíu sau ở nhà 5-6 con cò.
nó ngủ đây nè, mềm bẹp nó xíu nó xong với sầu ca rồi. Đấy, thì chuyến đi này thì Sầu Ca sẽ đi giao cây ná cho anh Tưởng ở Sài Gòn nha anh em, ở Gò Vấp. Đây, rượt theo con chim mệt quá, không biết nói gì. Đó, bây giờ Sầu Ca phải lùm cái bịch để mà bỏ cái bịch bỏ luôn rồi. Nè mày đừng lên cho anh Tưởng luôn. Đây, hết cả. Thì Sầu Ca đi giao cây ná kẹp cho anh Tưởng luôn em. Rồi, mới khởi đầu đã rất là ngon rồi, bắn dài đường về. Giờ kiếm cái bọc. Rồi, let's go anh em ơi. Lại hôm kia mình gình cái bẫy cua xanh bữa hổm nữa. Thì có được cua nào hay không thì sẽ quay cho anh em coi thôi. Nói chung là hôm nay là đi dọc đường, bắn dọc đường thôi. Bắn cua này kia. Đó. Let's go. Bây giờ rất là thoải mái nè. Anh mặc chim cò anh em nhìn kìa. Một con bị bèo kìa. Anh em nhìn chim cò nè. Chú đều muốn lại ra luôn, cũng đầy nhà này. Một con nè. Một con cò nè. Anh em thấy chưa? À, giờ lụm cò nè anh em. Đây chim cò nhiều lắm, đi sáng sớm. Có con cò nè. Này cò này cò. Đây. Nó bị bọc luôn em ơi. Còn bếp kìa, bếp kìa. Bếp kìa. Ôi, bếp đắt rồi. Kìa. Chết Sầu Ca. Mày chết với Sầu Ca rồi con. Đây. Bình tĩnh em yêu. Để anh đưa em về dưới lòng mẹ. Á đi vô chồng luôn rồi anh em ơi. Đậu rơi khó bắn quá. Thiệt tình. Chạy thiêu rồi. Sáng ăn được con cò. Chạy thiêu anh em ơi. Cày sáng cò nhóc hết trơn. Rồi. Anh tới sợ hẹn nhá, anh tới nhóc chưa. Rồi, hello anh em. Thì hôm nay Sầu Ca lại tiếp tục cuộc hành trình đi lang thang, đi lên Sài Gòn nha anh em, giao lưu từ ở dưới Trà Vinh lên tới khu vực Sài Gòn luôn, Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Thì hôm nay Sầu Ca đi với cây ớt cây quan của mình. Đây, sáng sớm ăn được con cò. Hiện tại bây giờ là 5:45, gần 6 giờ rồi. Thì Sầu Ca nãy vô đây nè, cứ sao ở nhà 5-6 con cò. Nó ngủ đây nè, mềm bẹp nó xíu nó xong với Sầu Ca rồi. Đấy, thì chuyến đi này thì Sầu Ca sẽ đi giao cây ná cho anh Tưởng ở Sài Gòn nha anh em, ở Gò Vấp. Đấy. Rượt theo con chim mệt quá, không biết nói gì. Đó, bây giờ Sầu Ca phải lùm cái bịch. Để mà bỏ cái bịch bỏ luôn rồi. Nè mày đừng lên cho anh Tưởng luôn. Đây, hết cả. Thì Sầu Ca đi giao cái ná kẹp cho anh Tưởng luôn em ơi. Rồi, mới khởi đầu đã rất là ngon rồi, bắn dài đường về. Giờ kiếm cái bọc.
Rồi, let's go thôi anh em ơi. Lỡ hôm kia mình gìn cái bẫy cua xanh bữa hổm nữa thì có được con nào hay không thì sẽ quay cho anh em coi thôi. Nói chung là nay là đi dọc đường, bắn dọc đường thôi, bắn cua này kia đó. Let's go. Bây giờ rất là thoải mái nè. Cái gì vậy? Không chửi đi làm gì vậy? Bìm bịp, một em bìm bịp nghe anh em, nằm phơi lông với sầu ca mày, lâm thịt chết bụi trái gai luôn, cây lắm rồi. Đây, bìm bịp anh em, ức sao mà sống nổi được. Chơi gai anh em ơi. Ôi da. Gai không anh em ơi. Không biết lôi được không? À được. Nằm phơi lông hả mày? Thôi em. Thôi uống nước luôn em ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Anh anh Cảnh với chú Chí ăn trước. Tiếp tục anh em ơi. Quá chí quá chí. Rớt nè. Một con bìm bịp nè. Đâu rồi? Còn đâu? Rồi chết rồi, con mà. Kìa rớt kìa. Ừ. Còn nữa là không có. Con bay qua rồi. Cái này tao nhức đầu. Con à, con bay qua đậu đây đúng không? Rồi con kia bay qua nữa. Gì không thấy em thấy con này em đóng chết nè. Vậy con đi lụm này anh em ơi. Nãy mới giết con bìm bịp này nè. Ừ, vô đọc vừa ơi. Em lụm cho. Con này bắn chết tốt rồi. Cái ếch ca chặt 65 này bắn tịch lắm nè. Con điều có cái là nó hơi nguy hiểm, nên bắn rất là kỹ mới được. Cái này chơi gai nè em ơi. Ca phải leo qua đây. Em bắn chết tốt rồi. Leo ra cắt cho vô. Vậy là còn con nữa hả? Đó, chơi gai không nè ba ơi. Rồi. Đây. Con này thì một viên một. Còn con ở đâu? Rồi đi ra đây mày. Chơi thủ rồi nè. Ông bằng không à? Ngay đầu em. Còn con nữa. Chứ cả đẩy được con tôm hú nè. Rồi. Nhóc chân nè. Thấy rồi. Sao lượm con này? Con này ngay đầu ơi. Thấy rồi. Thằng ông nó mềm mày ông nhiều.
bự. Còn con đó nó trong á, thấy không? Từ từ nó ra. Đây, còn nữa em ơi. Chú chí ra ngoài. Này đâu. Tiếp nè mày. Đang đi bắn chim mà đang đói mà gặp cảnh này rồi sao anh em? Rồi gặp cảnh này rồi sao? Mấy anh em sao? Chú tôi bẻ ăn trái tôi ăn á. Mấy anh em sao? Tôi đang đói nha anh em. Thôi tôi gửi đi, tôi bắn tôi hú xong rồi tôi lụm nha anh em. Xin mấy trái chủ vườn ơi. Ừ, mày bẻ đi. Chủ vườn cho nghe anh em. Xin rồi đó. Xin rồi nghe anh em. Không có xin đàng hoàng nha. Con cảm ơn chủ vườn ơi. Ừ. Ăn đi con. Ghê trời, mấy vườn tốt bụng sợ luôn. Có nhiều đồ. Có nhiều đâu. Xin gọi. Nè. Trời ơi, cũng mới sinh chú vườn. À, mới sinh. Hả? Sinh chuối. Nè. Ăn miếng đi. Cũng mới sinh rồi đó, người ta cho. Bóp ghê nghe không? Nghe. Còn xin rồi đó chú Chí. Thiệt nãy con mới xin luôn á. Ta cho tao nó ừ ăn đi. Dưới đây không ai ăn đâu. Chị mà ăn khẩu hả? Ừ. À, ăn trái chú Chí. Chuối ha. Mà chú. Rồi chuối nghe anh em. Anh em chuối ha. Hồi nãy xin nó trời, xin rồi đó. Chuối đồng lạnh. Chưa kịp đó chú Chí. Chưa kịp đó. Sao cả bắn mà chú Chí bảo là chưa kịp đó anh em. Sao cả bắn tôi hú mà chú Chí bảo chưa kịp nữa. Cậu con này chín lông đuôi ngay đầu. Coi chừng bay đó. Nó vậy á.
chuối ăn em. Chưa kịp đó chú Chí. Được con anh em. Trời, con Nguyễn ức mà sao chú thông được. Ngay đây luôn mà. Chú Chí nói thầm ca bắn mà chưa kịp kéo nữa. Rồi thì anh em ơi, có con mà. Gớt một con nè, tù hú. Gớt tù hú anh em ơi. Hay quá. Sao ca đỉnh. Anh em ơi, rớt kìa, thủ bông nghe nè em. Còn con nữa, còn con nữa. Đây cho anh em coi, mập như con keo vậy đó. Trời ơi, nó mập nè anh em ơi. Bông bông bông, còn đen quanh. Tiếp tục, tiếp tục. Chết tốt nghe anh em. Hết ca mini. Còn đen gì nữa nè. Anh em đang tìm. Con đen này. Con đen này.